Chào chú bác anh chị em. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người mua hàng điện thoại hoặc nhắn tin giùm em nha. Nhắn tin thì nhắn mã số, nhắn đủ 4 số giùm em nha. Hoặc kết bạn Zalo ha. Thì đây em bao ship cho tất cả các đơn hàng chuyển khoản nha. Còn ship code thì cộng phí ship giùm em nha. Đầu tiên có ghi kèm cắt của thằng KTC mọi người. KTC thông số nó. Cái này còn khá đẹp nha. Nó thiết kế cộng lực nha mọi người. Cộng lực có lò xo, có dây khóa ha. Có lò xo nha. Thiết kế cộng lực nha. Lưỡi nó nè. Lưỡi còn đẹp, còn mới đẹp nha. Cái này còn khá là đẹp nè. Có lò xo để ngầm luôn mở nha. Chắc rất là tốt nha mọi người. Cộng lực mình có thể cắt được dây lớn nha, để cắt dây điện nha. Vỏ cao su thì còn liền lạc hết nha, vỏ rất là dai nha. Vỏ rất là dai. Nó cắt nè. Thép cứng thì nó cắt được phi ly 8 này ha. Còn dây mềm thì nó cắt được phi 2 ly 3 nha. Nó còn đẹp, rất là đẹp. Tổng chiều dài của nó là 17 cm nha. Rồi cái này 220 nha, mã 4201 á. Giá 220 nha. Thế em có cây kèm cắt tuốc đa năng nữa. Cắt tuốc đa năng á. Cái này thì không có hiệu đâu. Cái này không biết phải hiệu đúng không à. Để là quay tripper nè, encutter hay quay tool. Không thấy đây sản xuất ở đâu mọi người. Nó có cái nấm để điều chỉnh dây lớn dây nhỏ này, nó bị chốc sơn nha. Ngoại hình á bị chốc sơn về chỗ. Lưỡi cắt thì còn đẹp nha, lưỡi cắt là không có mẻ nha. Lưỡi cắt này cắt còn rất là đẹp nha, không có bị mẻ nha. Rồi nó có cái cử nữa mọi người. Có cái cử để mình điều chỉnh cái đầu dây điện mình cần tốt nè ha, từ 5mm cho tới 25mm nè ha. Còn dây lớn dây nhỏ thì mình dặn cái núm này á, dặn ra vô nha. Tuốt đại dây này nha. Ví dụ mình có cái cử nữa ha. Tuốt nè. Rất là đẹp nha. Cắt ha, cắt là đưa vô cắt thôi. Cắt nó bén nha. Rất là bén mọi người. Tuốt thì cái này mình có khả năng mình tuốt 3-4 giây một lượt cũng được đó mọi người. Ví dụ như em để 3 giây em tuốt cũng được. Tại vì cái lưỡi tuốt của nó rộng ha. Được nè, tuốt lần 3 giây luôn nè ha. Tuốt lần 3 giây được luôn á, 3 hoặc 4 giây cũng được nha. Thường thì mình tuốt 3 giây thôi. Cắt ha. Ngoại hình cũng còn khá nha, còn khá nè. Vừa cắt vừa tốt luôn ha. Rồi cái này 220 nha, mã 4202 á, giá 220 nha. Có bị chốc sơn đây nha mọi người. Chuyển khoản bao ship nha. Cái kiểu bấm code mọi người, bấm code á, code dạng bán nguyệt vậy ha. Thông số nó nè. 1 2 4 rồi 6 tới 10 nè ha. Cái này thì made in Taiwan nha. Đài Loan nha. Thiết kế bánh răng ở đây ha, rất là hay. Có lò xo ha, bánh răng ha. Cái này còn khá là đẹp nha. Ngoài ra nó có chỉnh cái gì ở đây nữa nè mọi người. Cộng trừ ở đây nè ha. Cộng trừ ở đây nè. Không biết chỉnh cái gì nha. Chắc chỉnh độ mở của ngàm quá. Ngàm đó nè. Ngàm vuông nha. Ngầm vuông nha. Tức là khi nó bấm xuống nó có hình vuông nó in lên mọi người. Ngoại hình nó còn nước ram nha. Tay vỏ cao su thì còn liền lạc hết nè. Vỏ cao su rất là dày nha. Để có thể cách điện được nha. Nặng lắm nha mọi người. Cái ngàm nó ngầm rời nha. Ngầm rời nè. Bật ốc vô ha.
Nó tổng chiều dài nó 22 phân rồi, 22 hơn 22 phân nha. Ngoại hình á, nút ram còn nè. Đốm đốm về chỗ. Ồ cái này 300 nha. Mã 4203 300.000. Có cây kèm cắt tuốt đa năng luôn, cắt tuốt đa năng á. Cắt tuốt đa năng có bấm cốt luôn nè. Cắt dây điện nè. Bấm cốt nè. Có tròn rồi, có M luôn này ha. Có thì ở đây nó không có để thông số. Nó có thông số mà nó mờ hết rồi mọi người. Có thông số đây nè, không biết cái hiệu gì mà nó mờ hết rồi. Thông số đây nè ha. Tuốt thì nó tuốt đa năng nha. Tuốt thì tuốt đa năng nè, ở đây nó còn thông số nè. Ha. Rồi nó có ốc chỉnh nè mọi người, ốc chỉnh nè ha. Ốc chỉnh để mình tuốt dây nhỏ dây lớn á. Nó có cái cử nữa nè. Cái cử để chỉnh cái mối dây điện ha. Mình không muốn xài cử thì mình tháo ra cũng được nha, tháo ra cũng được. Rồi nó có lưỡi cắt nữa nha, có lưỡi cắt đây nha. Nó ngoại hình còn khá đẹp đó. Khá là đẹp. Tốt thì nó cầm bên tay phải mọi người. Cái lưỡi nó lưỡi hợp kim nha, lưỡi hợp kim nha mọi người. Lưỡi không có mẻ nha. Tuốt đa năng nha. Lớn nhỏ thì mình chỉnh cái đó ha. Nè. Rồi có lưỡi cắt nè. Cắt rất là nhạy, rất là bén nha mọi người. Ha. Tuốt thì dây nào cũng được, dây nhỏ dây lớn đưa vô cũng tuốt được nha. Cắt rất là bén nha. Đó, ngoại hình còn khá đẹp nha. Chạy chỗ vỏ thì còn nguyên nè. Chạy chạy thôi ha. Vừa tuốt vừa cắt vừa bấm cốt luôn ha. Cũng đa năng nha. Nó dài gần 21 cm nha. Rồi cái này 350 nha. Mã 4204 ha. Giá 350 nha. Có kéo cắt giải mọi người. Giải cán bằng đồng thau nha. Bù lon thì thép, con tán thì tán đồng ha, con đền đồng hết nha. Cái này thường thường là của cái hãng Devu á, nó hay in cái laser trên đây nè, mà cái này giờ nó bay mất hết rồi. À, lưỡi nè mọi người, lưỡi còn đẹp nha. Lưỡi này nó ghép nha mọi người. Nó ghép nguyên lưỡi nha, còn nước si luôn nè. Rồi lấm tấm về chỗ thôi. Rồi lưỡi là còn rất là bén nha mọi người. Cắt giải rất là ngọt nha. Em có cái miếng giải thun này ha. Cắt rất là ngọt mọi người. Ngọt tới mũi luôn nha. Cắt ni lông đứt nha mọi người. Bén tới mũi nha. Không có bị tưa giải nha. Cái này thì xây nhỏ thôi, nó không được lớn lắm nha. Lưỡi cắt nó được cái 9 phân nha mọi người. Chiều dài được 21 nha. Cán bằng đồng thau á. Rồi cái này 200 nha, mã 4502 á. 200.000. Cái này em có kéo cắt ton nha mọi người. Kéo ton dạng thẳng vậy ha, có lò xo nè, có khóa ha. Thẳng vậy đây. Cái một đây nè. Chữ nhật ha, dập chìm nha. Vỏ con su này có cắn vài chỗ nha. Mà còn khá liên lạc á, cầm còn khá im tay nha. Khóa ở đây nha, khóa giữa. Lưỡi nè mọi người, cái này lưỡi còn mới nha, còn mới tinh. Còn nước si luôn nè ha. Lưỡi còn mới tinh nè. Cắt ton ha. Cắt ton dừa ha, ton dừa, ton mỏng. Rất là ngọt nha mọi người.
Lưỡi thì cũng khá dày á. Này theo như cắt tên lợp nhà cũng được nhé. Lưỡi còn rất là đẹp nhé. Ngoại hình thì cũng còn đẹp lắm, còn nước ram đen rồi luôn hết. Cái này dài 25 phân rưỡi ha, 25 phân rưỡi nha. Giá 200 nha, chuyển khoản bao ship ha, mã 4206 nha. Cái kéo kéo răng cưa mọi người, kéo răng cưa nha. Không biết để làm cái gì hết. Nó có thương hiệu. Cái gì Canary á, Canary. Cái này còn rất là đẹp nha, ngoại hình còn nguyên nước si á. Bóng loáng ở trong này nó có một cái bi nè mọi người, bi để nó làm cho cái lưỡi mình nó khít đó. Lưỡi nữa nè, lưỡi nó ghép một phần lưỡi ngay chỗ lưỡi cắt mọi người. Mọi người nhìn thấy cái trớn màu đen ha. Cả hai lưỡi nha. Lưỡi còn rất là đẹp nha, bên trong còn rất là sáng đẹp nha. Nó răng cưa vậy ha. Cắt tôn hoặc là cắt giấy cắt gì đó mọi người. Ví dụ như cắt tôn mỏng này nè ha. Đó, khi mình cắt thì nó ra răng cưa như này ha. Không biết để làm gì nhé. Ở ngoài hình còn nguyên nước si nhé. Nguyên nước si à. Rất là đẹp. Tổng chiều dài nó 23 cm nha. Ở cái này 150 nha. Mẹ 4207 giá 150 nha. Chuyển khoản bao ship. Có một cái đầu đầu khẩu lắc léo 1/2 á, xài cho máy 1/2 nè mọi người, máy 1/2 mà nó ra cái khẩu là khẩu 19 nha, khẩu 19 của super nè, super nè, nó lắc léo như nè mọi người, lắc léo cả 45 độ nha, ra khẩu nó khẩu con sao nha, khẩu con đẹp 19 á, để như khi mình dặn ở trong cái thế kẹt nha. Đuôi 1/2 nhé, 1/2 xài máy 1/2 hoặc là cần tự động 1/2 mọi người. Nó dài 20.05 nha. Khẩu nó còn nguyên nước si nha, còn đẹp nha. Còn cái khúc nó còn nước ram đen, có cái dòng ron ha. Ở cái này 150 nha, mã 4208 giá 150, chuyển khoản bao ship. Cặp cảo ép của con tốt luôn rồi. Tốt ha. Này 80-300 nha. 80-250 nha. Tốt, tốp LC. Dập đây ha. Hai cây luôn. Ở dưới đây nó có để. 250-300 nha. Japan nha. Japan nè. Cũng Japan nè ha. 250-80. 250-80. Cán gỗ ha. Ngoại hình cũng còn khá đẹp nhé, ố ố vài chỗ thôi, như đây nó hơi ố ố. Còn lại nhìn chung cũng đẹp hết nhé. Ố vài chỗ thôi nhé. Chén rất là dày mọi người, chén rất là dày nè. Chén nè, chén dày rồi. Chén còn lành lặn hết nhé. Cán này còn đẹp nè, còn nguyên. Có cây này thì cán nó hơi cũ một chút thôi, nhưng mà dặn cũng còn tốt nha. Chén nó còn đẹp hết, răng nó còn đẹp hết á. Chén không có bị dính sỉ hàng hay là không có bị gì hết nha mọi người. Có cán thì có này, cán này thì nó bị cái gì đây xíu thôi. Tốt nha. 82,5 nha. Chứ là cái chiều sâu được 80 nè, còn tổng chiều dài nó kẹp được 2,5 nha, còn chiều dài thực tế của nó thì nó dài lắm. Dài thực tế nó dài tới 3,2 lần nha. Dài tới 3,2 lần. Rồi cái chiều ra này nó tới 1 tấc gần 11,5 nha. Rất là nặng nha. Thì ra bãi là mua cây 200 rồi đó mọi người. Cặp này 308 nha. Mã 4209 nha, giá 308 nha. Chuyển khoản bao ship nha.
có cái kéo cắt sắt của MCC mọi người. MCC ha. Cắt được cắt 6mm nè, nhưng mà cái này mình cắt được sắt 8 nha. 14 anh 3 tấc rưỡi nha. 3 tấc rưỡi, cái này còn đẹp nha. Cái này còn đẹp nha mọi người. Lưỡi ngoài 28 nha. Hàng zip luôn nha. Trên cán nó có chữ zip. Tay cầm thì cũng còn khá đẹp nha. Vỏ cao su còn liền lạc hết luôn. Lưỡi nè mọi người. Lưỡi nó không nhâm không mẻ gì hết nha. Lưỡi còn rất là mịn màng nha. Còn rất là mịn màng cả hai lưỡi. Lưỡi nó còn cái đường phay luôn nha. Còn nước ram đen luôn nha. Nó hẻ ra to lắm mọi người. Cắn được sắt 8 luôn. Sắt 8 luôn nha. To lắm nha. Mọi chi tiết còn sáng đẹp hết nha. Có hai ngóc này để chỉnh cái độ hở, độ khít của lưỡi mọi người. Tổng chiều dài nó 3 tấc 7 nha. Ở cái này 350 nha. Mã 4210 nó giá 350 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Có cái đuôi chuột của MCC số 2430 nha, 2430 nha. Này không biết xài cho cái gì mọi người. Còn cây này còn mới lắm nha. Còn mới lắm mọi người. Còn nước sơn. Răng này, răng còn đều đặn hết trơn. Không có toan không. Đầu cổ rồi là còn liền lạc hết nha. Còn lắng o hết nè. Chỉ bị chốc sơn thôi. Rất là chắc ha. Cái khẩu này nó dài 22 ly nha. 22 ly á. Tổng chiều dài nó gần 4 tấc nha mọi người, gần 4 tấc nha. Rất là nặng nha. MCC ha. Và cái này giá 280 nha, mã 4211 á, giá 280 nha. Có cây mỏ lít răng mọi người, mỏ lít răng của hãng Ricoh nha. Ricoh này hãng này của Đức mà cây này nó sản xuất tại Anh nha. Cây này 14 inch nha. Sản xuất tại Anh nha, mắt in lên ở trên ngàm. Hoạt động trơn tru nhẹ nhàng nha. Đây, mắt in lên nè ha. Lò xo hoạt động ok nha. Nó có hai cái lò xo trên dưới đây mọi người, hai lò xo thép trắng ở trong đây ha. Ngàm nó nè. Răng còn đẹp nha. Răng là còn rất là đẹp nha mọi người. Chỉ hơi trắng trắng xíu xíu thôi. Răng còn rất là đẹp nha. Nó mở được khoảng 60 nha mọi người. 60 nha. 14 inch nữa. Hoạt động trơn tru nhẹ nhàng nha. Ngoại hình nữa. Rồi cái này 400 nha, mã 4212 nha, giá 400 ngàn nha. Chuyển khoản bao ship nha. Chúng ta em có cây này giống như cây đuôi chuột nha mọi người. Mà nó không có điếu nha. Nó bằng mình dặn nó lực hơn và nó dặn trong góc hẹp được nha. Cây này số 1719 nha, của KTC nha mọi người. KTC nè, Kyoto Tool ha. 19 ha, 17 ha. Đuôi nó có cái vỏ cao su luôn nha. Nó dạng dẹp đó mọi người, dạng dẹp nha. À, đầu 19 nè. Còn rất là đẹp nha. Còn đang mù à, 17 nè. Nó thép đen mọi người. Đầu cổ nó còn liền lạc hết nha mọi người, không có dấu không có gì hết trơn nha. Còn liền lạc hết nha. Còn phần vỏ cao su cũng còn liền lạc hết nha. Mới tính nha. Cái này khá dài á. Tổng chiều dài của nó là 37 phân rưỡi nha. Cắt đen ha. Rồi cái này 250 nha. Mã 4213 ha. Giá 250 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Cái này cái đuôi chuột nha, đuôi chuột số 17-21 của Top nha.
tốp 17-21 á. Cái này thuộc dạng điếu nha, cái này cũng còn đẹp nha mọi người. Đầu cổ luôn còn mới ton, răng cũng còn đẹp hết nha, răng còn vuông nhọn hết á. Cái này thép đen nha, thép đen ha. Cái này thì điếu nó được 15 phân nha. Tổng chiều dài được 31 phân, 15 ly, 1,5 phân. Rồi cái này 130 nha, chuyển khoản bao ship, giá 4214 á, 130 nha. Có cái búa này mọi người, búa này cũng đẹp nha. Có một đầu nó có cái lưỡi chặt nha, giống như lưỡi rìu á. Còn một đầu thì nó vuông nha, đầu đóng vuông nha. Cái này có mộc, mộc chữ nhật nha. Chút niêm còn đầy đủ nha. Cái này cũng còn khá đẹp nha. Thép nó mù mọi người. Nó có đầu đóng nè, à, đầu đập nè. Đầu đập này còn đẹp nha. Nó hơi kiểu như hơi lấm tấm nó dạng như nó hơi bị rỉ mọi người. Một cái này giống như là hàng xài lướt hoặc chưa xài vậy đó. Còn cái phần chặt của nó nè, phần chặt nè. Lưỡi chặt. Cán gỗ nó còn đẹp nha. Cái này nó nặng 550g nha. Nặng 550g. Cái đầu búa nó thuộc dạng vuông nha mọi người, 25 vuông nha. 25 vuông. Rồi cái lưỡi chặt này nó được 5 phân nha. Chiều dài đầu búa nó được 13,5 phân nè. Dài luôn cán là 27 cm nha. Cán còn đẹp nha mọi người, cán còn đẹp. Rồi cái này 180 nha. Mã 4215 nha, giá 180 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Có cái búa tạ mọi người, búa tạ của thằng BX nha. BX nè. Nó để 0.9k ha, tức là 900g á. Mà cái này luôn cán là 990g nha. 990g. Nó dạng vậy mọi người, hai đầu là hai đầu mô hết nha. Hai đầu mô hết. Nè, đầu nó cũng còn đẹp. Còn lấm tấm kim châm á. Đầu cũng còn đẹp. Đầu còn khá đẹp. Chút niêm nó còn đầy đủ hết luôn. Cán còn liền làng hết nha. Cán cũng còn đẹp nha. Còn mới tinh luôn. Đuôi thì có hơi nứt nứt đây xíu thôi, mà nứt cái đuôi không sao mọi người. Còn ở trên thì còn đẹp hết nha. Búa tạ ha, ký cỡ 1 ký nha. Nó mặt búa nó được 37 ly nha, 37 ly. Chiều dài đầu búa được gần 10,5 phân nha, như 10,5 phân á. Bây giờ luôn cán được 28 nha, 28 cm. Ký vừa tay mọi người. Cái này 180 nha. Mã 4216 180 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Có cái búa đóng đinh mọi người, búa đóng đinh. Cái này cán nhôm nha, cán bằng nhôm nha. Tay cầm có vỏ cao su á. Cái này nặng 340g nha. Đầu búa thì nó có đinh nha, có gai nha, đóng chống trượt nha, gai còn đẹp lắm. Cái này chưa xài nha, đầu búa còn nước si luôn. Phần nhổ đinh cũng vậy mọi người, nhổ đinh chưa có dấu xài nha, còn nước si nữa. Cán nó có thêm một cái phần này nữa ha. Cán nhôm nha, cán nó bằng nhôm nha. Cái này thì nó có dán tem này nè mọi người, vệ sinh nó bay rồi. Vỏ cao su còn liền lạc hết nha. Cái này là búa vuông, 2,5 phân nha. Chiều dài đầu búa được 1 tấc á. Tổng dài được 28 cm nha. Có vỏ cao su cầm yếm tay nha. Có hình dạng như mấy ngón tay nè mọi người. Đây có cái ngán lại luôn ha. Chống trượt nha. Rồi cái này 180 nha. Mã 4217 ha. Giá 180 nha.
chuyển khoản bao ship. Cây búa đóng đinh nè mọi người, cây này thì của Đốc Du nhé, Đốc Du nè, Đốc Du cán gỗ nha, cái này cũng có mặt đinh nha, mặt đinh, đinh còn đẹp nhé, đinh còn đẹp, đầu búa cũng còn đẹp nha mọi người, còn nhổ đinh nè, cũng còn nguyên nhé, mặt búa thì cũng còn đẹp nhé, còn đẹp, nha. Cán gỗ thì còn liền lạc hết nhé. Cái này nặng 400g nha. Gỗ còn liền lạc, chút niêm còn đầy đủ nha. Nặng 400g. Đầu búa được 27 ly nha. Mặt búa chiều dài được 12 phân rưỡi nè. Cái này cán hơi dài ha, cán 36 phân rưỡi nha. Cán còn liền lạc hết nha, thẳng thốn nha. Cán còn đẹp nha. Rồi cái này 108. Mã 4218 á, giá 108 nha. Chuyển khoản bao ship. Cái búa đinh nè mọi người, cái này thì của Yamaguchi nha. Yamaguchi nè. Cán cao su, à, tay cầm cao su, cán kim loại ha. Cái này thuộc dạng lớn nha. Cái này nặng 650 g nha. À, đuôi nè, made in Japan nè ha. Đầu búa nè, cái này cũng còn đẹp nha. Có logo của Yamaguchi nè, hình vương miện nè ha. FH04. Cái này thì cái mặt của nó là mặt nó phay tròn nha. Phay tròn nha, có giày dấu lấn cấn nha mọi người. Ha. Giày dấu lấn cấn nha. Ngoại hình đầu búa nè, còn đẹp nha, phần nhổ đinh nè. Nhổ đinh cũng còn đẹp nha. Hàng xài lướt. Mặt búa là cả hai bên còn đẹp hết nha. Cán kim loại còn sáng đẹp hết nha. Còn tem nhãn của nó luôn nè. Không có bị cấn mớp gì hết nha. Có dòng này để nó bị chợt mọi người, nó đập vô đây ha. Cán cao su thì cũng còn khá đó. Nó chỉ bị cấn đồ ở đây xíu thôi nha, không có bị tét nha. Không có bị tét, không có gì nhân nha. Còn khá liên lạc. Cái này mặt búa nó được 28 ly nha. Chiều dài là được cần 14 nha, 14. 13 phân rưỡi đó. Cái này khá lớn nha. Tổng dài là 37 á. 37 cm. Còn cái này 230 nha. Mã 4219 á, 230 nha. Chuyển khoản bao ship. Rồi, muốn ít tiền hơn thì cây này á, cây này nó lớn hơn mà nó rẻ tiền hơn nha, tại vì nó không có tên. Cây này nặng 700g nè. Cũng có mặt mặt đinh luôn nè. Mặt đinh này chỗ đây nó có bị cấn cấn đây xíu à. Còn mấy cái đinh khác đẹp hết nha. Đầu búa nè. Đầu búa phần nhổ đinh cũng còn đẹp nha, không có dấu nha. Không có là nó hơi bị lấm tấm thôi. Cán kim loại thì cũng ngả màu rồi. Tay cầm thì cũng có hơi răng răng à. Mà cầm là còn chắc chắn lắm nha, không có bị tuột nha. Hơi răng răng chỗ đây xíu nè. Còn lại đây liền lạc hết chứ. Cái này thì không thấy hiệu nha mọi người. Nặng tới 700g nha. Nặng hơn cây Yamaguchi nha. Mặt búa là 3 phân. Chiều dài là búa cũng 13 phân rưỡi ha. Dài luôn cán cũng 37 nha, 37 cm ha. Rồi cái này 150 nha. Mã 4220 150 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Bán hai kéo cắt tôn nha mọi người. Một cây siêu trường siêu trọng như là một cây nhỏ nha. Cây này để cắt tôn dày nha, lưỡi nó dày hơn phân luôn á, lưỡi rất là dày nè. Còn cây nhỏ là để cắt tanh tôn dừa ha. Cây nhỏ này đẹp, còn mới nè. Mới tinh nè. Mọc nó nè mọi người. Mọc nó có nhũ vàng ở trong mọi người. Cây này còn mới tinh nha, còn mới tinh nè. Còn nước ram nè hết trơn ha, nước si là còn nguyên nè. Xì là còn nguyên nha. À, lưỡi nè, lưỡi cũng khá dày nha mọi người. Mày cắt tôn dày dừa là tôn mỏng là ok nha.
tay cầm nó khúc ngoài nó si mọi người, còn khúc trên này nó mạ nè, nó ram á, ngoài này nó si á. Cái này lưỡi cắt được 6,5 phân á, tổng chiều dài là 25,5 phân nè. Cái tôm mỏng và tôm dừa nha mọi người, đây tôm mỏng rất là ngọt, rất là ngọt mọi người. Cây này thì lớn nha, cây này lưỡi dày để cắt tôm dày nha, lưỡi thép ghép nha mọi người, lưỡi thép ghép này ha, lưỡi còn đẹp nha, cây này lưỡi còn mịn nè, lưỡi thép ghép mọi người thấy chấn thép ghép này ha, lưỡi rất là dày. Lưỡi này nó dày chắc cỡ 11 ly mọi người, 11 ly nha, cho 10 ly đi. Lưỡi không bị mẻ nha mọi người, nó dày tới mức độ này sao mà mẻ nổi. Này cắt thép tấm là cắt tôn dày nha, dài lắm. Cây này thì không biết hiệu nó nằm ở đâu mọi người, nó chỉ đóng ở đây là số chữ gì không biết, chữ L5 hay gì á, L5 phải không. Rồi ở dưới đuôi này nó có đóng chữ Y nè. Còn ngoài ra thì không thấy hiệu đâu, có mấy cái chấm 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 này không biết là cái gì. Một cái này hàng xịn nha mọi người, cái này hàng xịn nha, cắt cũng ngọt lắm nha mọi người, con dày nhá, con mỏng thì cũng được nè, cũng được, con dày nó hay hơn người. Cái này tại vì lưỡi nó dày mà, con dày ha, cái này dài lắm nha, nó dài, nó nặng lắm nha mọi người, nó dài tới 46 cm nha. Còn cái phần lưỡi cắt không có lưỡi cắt của nó không là được 7 cm nha. Rồi hai cây này á 250 nha, chuyển khoản bao ship nha, mã 4221 á. Tiếp theo có cái tăng cáp mọi người, cái tăng cáp nha, nó có tem, tem này tem nhôm á, tem nhôm à, nó được 500 kg nha mọi người, 500 kg hay là nhiêu ta, có số 3 đây không biết là gì nữa, chắc 500 kg quá, 3 là ba gì ta, không biết. Nó có sẵn cái kẹp dây cáp luôn mọi người, nó có dây cáp này ha, nó có hai dây cáp, một dây neo, một dây để kết nối với dây cáp á. Đây dây này, dây neo nè, neo nó có cái móc mọi người, có móc này ha, móc như đây. Dây cáp thì nó dây cáp này nó có vài chỗ nó cũng nó bị cấn nha mọi người, mà nhìn chung là dây này còn liền lạc hết nha, liền lạc nó được bao nhiêu đây, có dây tới 5 ly mấy mà kéo gì có 500 kg vậy ta, vì 5 ly mấy này kéo cả tấn mà. Dây này cũng dài nha, dây neo này tổng chiều dài của dây neo là nó được 9 tấc nha, còn tính luôn cái móc nó được tới 1 mét đó mọi người. Rồi đây nó có sẵn cái móc cáp nè, đảo chiều á, xả cáp ra thì xả làm sao ta, à dở cái lưỡi gà lên mọi người, không rành
nè, chở cái lưỡi gà lên nha mọi người. Con này nắm cái này để xả cáp lên nè. Chuyên nghiệp là không được rồi. Cái dây căng cáp này nó cũng có vài chỗ nó có bị hơi tơ tưa lên xíu nha mọi người. Nó tơ tưa xíu nữa. Tương cộng hay cộng nhỏ đó nha. Đập mấy cáp mệt quá. Cái dây mà kết nối với dây cáp thì nó dài cũng cả 1 mét đó mọi người. Hơn 1 mét nha, có mét mốt nha, tính luôn cái kẹp cáp nha, tính luôn kẹp cáp cả mét mốt nha. Dây thì cũng cỡ dây 5 ly 3 nha. Nó có cái kẹp cáp nè. Nó có sẵn cái đầu để đút dây cáp vô nè mọi người. Nó có một ngàm, nó có răng nha. Có ngàm nó có răng nha. Răng cũng đẹp nha. Còn một ngàm thì nó dạng hình chữ V nha. Dạng hình chữ V nè. Dạng con đó mọi người. Dạng như là đút vô nó tự động nó kéo nha. Tự động nó nè. Dạng ngàm mọi người, nó tự động nó khép lại ha, rồi nó kẹp chặt cái dây cáp nha. Thì nó có cái một cái mắt dây xích đó. Thì cái này nó kẹp cái cộng dây cáp tối đa được khoảng 13-14 ly nè mọi người. Đường kính đó nha. Ngàm nó đang còn đẹp nhé. Rồi mình ấy thì mình gặt nó nha. Cái này dạng như tay lắc đó mọi người. Răng nó nè, răng rất là dày nha mọi người, răng rất dày nha. Răng rất là to nè. Đó, mình kéo thì nó kéo ha, mình lắc thì nó kéo nha. Hoặc là anh em để căng gì cũng được nha, căng dây neo hay là gì đó. Vậy đó ha. Nó kéo được dây nhỏ, dây nhỏ xíu luôn mọi người. Dây nhỏ xíu xíu luôn nha. Tay lắc thì nước sơn cũng bị chảy chút đỉnh nha mọi người. Rồi cái này giá 450 nha. Mã 4222 nha. Giá 450 nha. Cái tăng cáp á. 450 chuyển khoản bao ship nhé. Cái đầu búa 4,5 kg mọi người. 4,5 kg hiệu con voi này ha. Do là Elephant á.
đầu búa tạ nha, nó gãy cán nó còn dính chút nêm trong này nè. Đầu búa thì cũng còn khá đẹp nha mọi người, giống như chưa xài luôn á, còn mấy cái nấm luôn này. Nhưng mà nó cũ thì nó hơi lấm tấm thôi. Này về tra cái cán vô rồi để dành đập đá hoặc là đóng cái gì đó ha, đóng nọc đóng gì mọi người. Cái mặt búa nó được 6 phân hơn nha, chiều dài đầu búa nó được gần 18 phân nha, gần 18 phân á. Rồi cái đầu búa này 300.000 nha, mã 4223 ha, giá 300.000, chuyển khoản bao ship nha, nặng gần 5kg mọi người. Nam về được con đội 4 tấn nha, con đội 4 tấn nha mọi người, đội thể lực nha, 4 tấn nha. Mày hiệu gì không biết, hiệu gì nó bị chóc tem rồi nè, su gì đó, hàng zip nha, tem có hàng đủ zip luôn nè, zip luôn nè ha. Nó một tầng với lại một răng nha, một tầng với lại một răng. Như hiện tại mọi người coi cái tim nè, tuy nó còn đẹp nha, nó dính nhớt thôi nha, tuy còn đẹp, khô nha, nhớt khô hết nha, không có bị xì chỗ nào hết nha mọi người. Kể cả cái bê tông bơm này cũng vậy nha, khô rang hết nha, khô rang hết rồi, không có bị xì gì hết nha. Cái này em bên sẵn lên ha, bên sẵn lên để cho nó nhanh nha. Nếu mà chưa lên răng á, chưa lên răng thì nó 30.05 nha, 30.05. Còn lên hết răng nha. Lên hết răng cũng khá là cao nha. 38 nha mọi người. Lên hết răng là 38 nha. Răng nè, răng còn đẹp hết nha. Lên hết răng là 38. Ốc xả đây nha mọi người. Là mọi chi tiết nó không có bị xì chỗ nào hết nha. Mấy ốc khóa bi rồi nè. Rồi khô răng nha. Cũng xả đây ha, bỏ ra rồi xả xuống, xả khá là nhẹ mọi người, cái này để trên tay không xả được. Nhấc nheo thì ok hết nha mọi người, nhấc nheo đầy đủ hết nha. Còn trạng thái nghỉ này thì nó 19 nè, 19 nha. Đế nè. Ngày trước em có một con giống y nè mọi người. Đế nó dạng hình chữ nhật nha. Nó có lẽ Masada ta, có MSD nè. Masada không? Còn tem đây nè. Ngoài hình thì có bị chốc sơn nha mọi người. Còn cái bản thông số đây thì nó mờ hết trơn. Cái bản hướng dẫn nè, nó mờ hết rồi. Nó còn được cái tem zip bên đây ha. Cái đế nó dạng hình chữ nhật ha. Chiều dài 13.5 ha. Chiều rộng gần 8 phân nha. Rất là nặng. Em coi nó nặng là bao nhiêu ký. Nặng 3.7 kg nha mọi người. Nặng 3.7 kg ha. Rồi cái con đội này 500 nha, mã 4224 nha. Giá 500.000 nha. Chuyển khoản bao ship nha.
chúng ta em soạn được cái một cái combo đồ nghề cho chú anh em ha. Nguyên gỗ này nè mọi người. Có một cái cây kéo kỹ thuật nha mọi người, kéo kỹ thuật nha. Có mộc ở đây nè. Giống như thép trắng mọi người. Có khóa, có lò xo rồi ha, khóa đây ha. Có lò xo nè, lò xo thép trắng nha. Lưỡi nữa nè. Lưỡi cũng còn khá nha. Lưỡi này để cắt tôn mỏng hoặc là cắt giấy gạch tông cũng được mọi người. Cắt tôn mỏng mỏng cũng được nha. Lưỡi còn khá thôi. Nha. Còn khá đẹp nha, một món ha. Rồi một cái kìm mổ quạ nha. Kìm mổ quạ nè. Cái ngoại hình nè. Master ha, 140 10 inch gì nè. Nó dập đây ha. Master gì ha, hot. Hot drop forest. Rèn nóng ha. Rèn nóng. Ngàm dạng ngàm băng cá vậy ha, răng nè. Răng còn đẹp hết nha. Ở ngoài nó là bằng nha, ở ngoài nó bằng. Ở trong thì có răng ha, ở ngoài nó bằng nè, răng là còn đẹp hết nha mọi người. Ở ngoài nó bằng, nhiều khi mình cần kẹp cái gì mỏng mỏng á mọi người. Kẹp mình giữ được ha. Ngầm nó dặn ngầm thẳng nha. Thẳng này mình kẹp mình dặn bô lông đồ được nè, dặn tán đồ được nè ha. Ngoài hình thì nó không có giỏi nhưng nó còn đẹp nha, dài 2,5 inch nha. Rồi một cái tôi dứt hai đầu nè, dứt hai đầu cũng da ban nha, có cán nhựa da ban nè. Hai đầu á, đầu dẹp nè. Còn đẹp hết nha, đầu VS2 nha. Dứt hai đầu ha. Giống như ở trong mấy cái phụ tùng theo xe máy, xe ô tô đó mọi người. Dài cũng tầm tấc mấy. Rồi một cây dứt lùng VS2 nè, cây này của vết sale nha. Vết sale xe da ban nha. Còn chữ đây nè. Chữ giao ban đây mọi người, đổ này, giao ban luôn này ha. Dít lùng à. Dít bác 2 nha, dít cũng còn khá đẹp nè. Tay cầm cao su á. Còn một cái kìm hai nấc á, kìm hai nấc này cấp tân nè. Cấp tân như nè, giao ban nè, giao ban đổ bên trong đây nè. Dập bên trong đây ha, giao ban nè. Hai bên luôn ha, tay cầm có vân nhám á. Dài nha, ngoại hình thì ố về chỗ. Hai nấc nha, răng này còn đẹp hết nha, không có bị dập. Răng còn đều hết mọi người. Dài 2,5 tấc mọi người. Rồi một cây kìm kìm nguội ha. Kìm nguội của gì nè, Sida, CDA ha. SP57 vậy nè, cái này còn đẹp nha. Cũng còn đẹp. Ngoại hình còn nguyên nước ram ha. Lưỡi thì nó có ngoài này nó có bị mẻ một xíu nè. Còn ở trong thì đẹp nha, ở trong cắt dây đồ tốt, cắt dây điện tốt hết nha. Răng nè, ở ngoài răng bằng á, trong có răng răng nhọn ha. Dài nha mọi người, dài 21-22 á. Rồi một cây mỏ lết á. Cây mỏ lết 200mm nè, của MCC nha. Thằng rít luôn nha. Da ban á. Mà hình còn khá đẹp nhé. Mỗi mép còn đẹp hết mọi người. À, con cá này hơi ố thôi. 200mm nha. Này bên trong. Rồi một đống cờ lê nha. Cờ lê có cây cây hai dòng nè. 10-12 nè. 10-12 này của hãng Tút nè. Hãng Zip nha. Hai dòng á. Zip nha. Răng là cũng còn đẹp hết nha mọi người, chạy tốt hết nha. Rồi cây hai dòng này nữa, 11-13 ha. 11-13 này thì của thằng Asahi nha. Asahi nè, thằng Zip nè. Zip còn loi steel Japan luôn nè. Cũng còn đẹp nha. Combo khuyến mãi nha, combo này 400 nha. Còn một cây dòng miệng số 12 á, cái này thì không có hiệu. Rớp Forest đó. Còn ngàm này còn đẹp nhé. Rồi còn lại thì hai miệng ha. Hai miệng này đa số thì nó cùng một hiệu à. Của NXK gì nè. NXT
TS NTS nha. Cây này là 89 nè. NTK. Hàng dứt luôn này nha, hàng dứt nha mọi người. 89 nha, còn đẹp nha. Rock Fred á. Này, này cũng hiệu nó luôn nè. Cây này 90 nè. Hàng dứt luôn nè, SK nè. Còn đẹp hết nha mọi người. Cái này thép mạ kẽm nha. Thép mạ kẽm nha. Cái màu nó giống như mấy cái phụ tùng mà ở trong cái bịch đồ nghề của xe máy rồi mọi người, xe máy, xe ô tô rồi ha. Rồi 12, 14 nè. 12, 14 nè. Cũng một hiệu nó luôn nè. Cái này Rock Forest luôn ha. Ủa 10, 12 chứ. Cái vừa rồi là 10, 12 nha. Rồi cái này mới 12, 14 nè. Cũng một hiệu nó luôn nha. NTK nè, hàng dứt nè. Rồi cây 14, 17 cũng hiệu nó luôn nè. NTK hàng dứt nè. Còn đẹp hết nha. Rồi cây 17, 19 á, một hiệu nó luôn. NTK dứt nè. Còn đẹp hết. Rồi cây lớn nhất là cây 21, 23 ha, cũng một hiệu nó luôn nè. 21, 23 còn đẹp hết nhá. Rồi một bộ lục giác á, bộ lục giác đầu vuông nhá. Nè, bộ lục giác còn đẹp hết mọi người. Nó từ nhỏ nhất là 3 ly nhá, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 nhá. Thì nó có cái có hiệu, có cái có không không có hiệu nhá. Mà đầu là còn đẹp hết nha mọi người. Đầu còn đẹp hết nè. Cái này cái ba ly nè. Ba ly này có chữ, có chữ chứ không không có hiệu nha, có chữ nhỏ xíu. Cái 4 ly nè, 4 ly này không có hiệu nha, còn đẹp hết nè. Cái 5 ly thì CRV ha. 6 ly cũng CRV nè. 8 ly thì SCM ha. 10 ly thì Asahi. 10 ly thì của Asahi nè. Japan ha. Rồi cây 12 ly cũng Asahi luôn ha. Asahi nè. SCM ha. Còn đẹp hết nha. Ý nó còn cây nhỏ đó mọi người. Cây nhỏ này như là 2 ly rưỡi nha. Có cây nhỏ 2 ly rưỡi nha. 2 ly rưỡi tới 12 ly. Rồi một bộ cần 3/8 nha. Cái cần thì không có hiệu nha. Cái cần thì không có hiệu. Cần tự động mọi người. 3/8 nha, cần này còn đẹp nha ha, cần 3/8. Rồi một khúc khúc nối 3/8 nè, khúc nối này có hiệu nè, hiệu SEK nha, SEK nè, hiệu này của Nhật nha mọi người. Khúc nối 3/8 á, này dài tầm 7-8 phân gì đó, nói vô ha. Rồi một cái đầu chuyển từ 3/8 xuống 1/4, nhà chú anh em có khẩu 1/4 á, này cũng hiệu hiệu set luôn này nha, hiệu SEK mọi người ha. Rồi có mấy cái khẩu à, có 7 cái khẩu nha. 7 cái khẩu thì nhỏ nhất là 10 ly hay sao á, 9 ly nha, 9 ly nè, 9 ly nè ha. Cái này bông sao còn đẹp nè. 10 ly nè, 10 ly này của KTC nha, 10 ly KTC nè. Này lục giác nha. 11 ly thì của thằng sếp SAK nè. Lại bông sao còn xài tốt hết nha. 12 ly cũng của SAK luôn nha, SAK nè, bông sao luôn. 13 ly không có, 13 nha mọi người, có 14 thôi. 14 cũng của SAK luôn nè, SAK Tromanadium 14 không sao luôn ha. 14 rồi 17. 17 này thì không có hiệu nha. Ở 17 này có chữ Japan thôi. 17 Japan nè. Rồi không sao luôn. Rồi 19 này của SAK nha. Ha. Không sao. Rồi một rổ là dày nè nha, 400.000 nha. Mã 4225 á, giá 400.000.
Bao nhiêu là món có 400 ngàn nha. Đó, xài gia đình hoặc thầy thợ xài là vô tư mọi người. Tiếp theo có cây tua vít PS2 á, của thằng Vessel nha. Vessel nè. Xe Japan á. Chữ Japan nè. Cái này có đầu đóng nha. Có đầu đóng nha mọi người. Dít đóng nha. Này mới xài lướt à. Tay cầm cao su á. Mũi nè, mũi PS2 nha. Mũi còn đẹp nha. Cạnh ký nó còn vuông vức hết nè. Mũi còn rất là đẹp nha. Có 500 hít nha mọi người. Cái này khá dài nha. Mũi không là dài hơn 15 phân á. Dài nguyên cây là 27 phân nha. Rồi cái này 130.000 nha. Mã 4226 á, 130 dít đóng nha. Chuyển khoản bao xíu hết nha mọi người. Đây cây dít đóng nữa nha. Nhưng mà cây này của KTC nha. KTC Tôn nè. Japan á. Cán nhựa trong á, có đầu đóng nè. Đầu đóng nó còn khá đẹp nha. Dít PS3 nha. Mũi vuông. Mũi đen đen mù, mũi vuông nha. Mũi còn đẹp nha. Mũi vuông. Này lấy cờ lê mở lết dặn được mọi người, 8 ly nha. Lấy cờ lê miệng 8 ly dặn được nha. Cái mũi thì nó dài 15 phân rưỡi ha. Dài luôn cây là 28 phân nha. Còn đẹp nha. Rồi cái này 130 luôn nha. Mã 4227 giá 130 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Em có con dao mọi người. Con dao hai lưỡi nha. Một bên đó là lưỡi dao rọc giấy, còn một bên là lưỡi cưa ha. Lưỡi cưa để cưa thịt cao này nha mọi người. Rồi tổng cộng của nó là một lưỡi cưa mới. Đây lưỡi cưa đang sử dụng nè, cưa thịt cao nha, còn mới tinh nè. Rồi một lưỡi dự phòng cũng mới tinh như vậy luôn nha. Ha. Rồi bên cái công tắc nó cái trượt của nó nè mọi người. Made in Japan nha, cái này made in Japan nè. Mày hiểu thì không thấy hiểu nha. Cái công tắc nó nè có on off nè mọi người. Lock nè ha. Bấm xuống đây là nó khóa ha, còn bấm bên đây là nó mở. Bấm xuống đây là khóa nè. Khóa là chống chạy lưỡi mọi người. Còn muốn mở thì ốp nè. À, kéo về. À, lưỡi dao á là tổng cộng là 5 lưỡi. À, một lưỡi này luôn ha. Là của Alpha nha. Lưỡi đen của Alpha nha. Alpha Japan nha. Lưỡi đen lưỡi mới chưa xài nha. Lưỡi mới chưa xài. Ở đây một lưỡi còn trong này là 4 lưỡi nha. Trong này là 4 lưỡi nha. Lưỡi đen của Alpha nè mọi người. Alpha Japan 0.5 nè. 4 lưỡi nha. Chưa xài nha. Hộp này của Alpha luôn nè. Rồi. Đó. Như vậy ha. 200 ngàn nha. Con dao này cũng khá dài nha. Để anh em làm thạch cao đồ mọi người. Nó bằng nhựa nha, nó dài 18 cm. Nó bằng nhựa nha mọi người, bằng nhựa nha. Con dao này 200 ngàn nha. Mã nó là 4229 nha. 4229 là giá 200 ngàn nha. Chuyển khoản bao ship. Có một cái vòi xịt gió mọi người. Vòi xịt gió này của thằng Meiji nha. Meiji nha, DG8 nè. DG, cây này còn khá là đẹp nha mọi người, còn khá là mới nha. Made in Japan ha, Meiji, Made in Japan. Đầu vòi rồi, cái đầu này nó bằng đồng thau cũng nha mọi người, còn đồng thau á, cái cò này cũng vậy nè. Bao chú anh em không xì nha, bao không xì nha, còn khá là đẹp nha. Đuôi nè, bao tất cả không xì nha. Dài này 12 cm á, có cái lỗ để móc nha. Còn chiều này là 16 ha, có lỗ để máng mọi người. Quả hình còn đẹp nha, còn rất là đẹp. Rồi cái này 230 nha.
mã 4228 giá 230 nha. Chuyển khoản bao ship. Có con dao ship cán gỗ mọi người, dao để rọc vỏ dây cáp nha. Cán ốc gỗ khâu inox nha. Gỗ đỏ nè. Gỗ đẹp. Lưỡi nè. Lưỡi có mộc nha mọi người, có mộc nè. Lọc dập chèm đây ha. Lưỡi thì còn đẹp nha. Lưỡi còn nước si luôn nè, có lấm tấm vài chỗ thôi. Này em đã mài bén rồi nha. Mài bén lại rồi. Còn phần trên này thì nó cũng hơi lấm tấm xíu thôi nha. Lưỡi nè. Còn nước si nè. Lưỡi mài bén rồi nha mọi người. Mài khá bén rồi nha. Nè, cắt giấy đó. Để rọc vỏ dây cáp mọi người. Dây điện, mấy dây điện lớn rồi ha. Con này bài bản nó được 2 phân nha. Cái phần lưỡi cắt nó được 7 phân. Có một lỗ để mình tuốt dây điện nữa mọi người. Còn cái này cũng khá dày á. Dày cỡ 2 ly đổ lên nha. Dày tới 3 ly nha mọi người. Dày 3 ly nha. Cán gỗ còn liền lạc hết nha. Rồi con dao này 130 nha. Chuyển khoản bao ship. Mã 4230 ha. Giá 130 nha. Chuyển khoản bao ship. Tiếp theo có một cây kéo mọi người. Kéo này thép trắng nha. Stainless nè. Cán nhựa có ốp cao su á. Có dây nè. Khóa đây nha. Cái lưỡi nó dạng thẳng nha mọi người. Khóa nha, có lò xo nha. Lưỡi nè. Lưỡi có rảnh á. Đây chúng anh em làm kéo tỉa nha. Tỉa chi đồ bên bonsai ha. Lưỡi còn đẹp nha. Lưỡi không nhâm không mẻ nha. Lưỡi bén nha mọi người. Lưỡi rất là bén nè. Thép trắng nha. Lò xo luôn ha, khóa nha. Tay cầm có ốp cao su này, có vài chỗ nó hơi cấn cấn xíu thôi. Còn lại đẹp hết nha, có dây đeo luôn ha. Cái này bằng lưỡi cắt được gần 6 phân nha, lưỡi cắt nó dài 19 phân rưỡi 20 nha. Ở cái này 120 á, mã 4231. Giá 120 nha, chuyển khoản bao ship nha. Cây kéo bướm mọi người. Cây kéo bướm ha, cây này còn đẹp nha, còn mới tinh nè, lưỡi thép ghép. Mộc nè. Chữ dọc chìm nha. Cán này còn nước ram luôn. Ram đen ha. Phần này phần si nha. Có hai màu mọi người thấy không? Phần lưỡi là si nha. Phần lưỡi là si nha. Lưỡi nè. Bên trong còn nước si luôn nè. Còn bệnh màng nha. Lưỡi thép ghép nha mọi người. Thép vân nha. Hai lưỡi nha. Hai lưỡi thì còn đẹp hết nha. Còn nước si nè. Lưỡi có vân nè. Lưỡi không nhâm không mẻ nha. Lưỡi to dày. Lưỡi bén rồi nha mọi người. Giấy nè. Lưỡi cắt được 4 phân rưỡi nha. Chiều dài được 17 phân rưỡi nha. Lưỡi thép ghép nè mọi người, nhìn thấy cái nguyên cái thép, cái tấm thép nó ghép không nha. Rồi cái này 150 nha. Mã 4232 giá 150, chuyển khoản bao ship nha. Thế một cây này nè mọi người, cây này to hơn nha. Mà cây này thì không thấy hiệu nha. Nhưng mà cây này thì nó làm xịn sò hơn cây kia luôn mọi người. Không thấy dập mọc gì hết nha. Mà mấy cái lông đền nó bằng thao nè. Hai lông đền bằng thao này ha. Tay cầm thì vân nha, tay cầm thì da cóc nha. Da cóc nha. Lưỡi nè. Lưỡi còn đẹp, còn nước si luôn nha. Lưỡi cũng da nhiệt hay là ghép gì đó mọi người, thấy chớn nè. Còn nước si luôn nè. Cái này to dài nha. To dài. Mà không thấy hiệu nha mọi người.
không thấy hiệu nhé, bén lắm nha, cắt giải đứt nha mọi người, cắt giải đứt á. Lưỡi da nhiệt mọi người, da nhiệt hay ghép như nè mọi người, nhìn thấy cái chớn nè mọi người thấy không? À, nhìn thấy cái chớn ha. Lưỡi nó còn nguyên nước xi nha mọi người. Phần lưỡi cắt á là được 6 phân rưỡi nha. Dài là 20 nha, dài 20. Cái này 108 nha. Mã 4233 ha. Giá 108 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Cây này thuộc dạng cũng kéo tỉa luôn mọi người. Kéo tỉa thuộc dạng kéo bướm á. Mà cái này thì nó có dập cái chữ, dập chèm cái chữ tiếng Anh lên trên đây nè. Speed gì đó mọi người, dạng như thép, thép siêu siêu quán á, Steep Brand gì đó, Speed Brand gì ha. Đó. Thuộc dạng như kéo bướm mọi người, mà cái mũi nó là mũi nhọn nè. Lưỡi dày nha, lưỡi bên trong thì cũng còn khá đẹp nha. Lưỡi dày nha mọi người. Lưỡi dày mũi nhọn nha. Hai bên lưỡi nó đều dập cái chữ này hết mọi người. Speed gì nè. Hai bên đều có hết nha. Bén lắm nha mọi người. Thép thép này rất là bén nha. Mũi rất là nhọn nha. Nhọn đi chú ba anh em mình thọc sâu quá. Lưỡi này dài tới 7 phân nha. Nó dài có 19 phân nha. Tổng dài có 19 phân mà cái lưỡi không là 7 phân nha. Dài hơn cái kéo ốm luôn á. Rồi cái này 108 luôn nha. Mã 4234 ha. 108 luôn nha. Cây kéo cắt cành luôn rồi. Kéo cành thép đúc á. Có mọc lên đây nè. Mọc quá trời luôn á. Lông đền đồng á, tán đồng ha. Mọc bên đây luôn nha. Quá da lò xo con sâu. Lưỡi nè. Lưỡi cây này còn khá là đẹp nha mọi người, còn nước xi luôn nè. Còn cái đường đường mài của nó luôn nè nha. Lưỡi còn khá đẹp nha. Mọi chi tiết là còn ram mịn màng hết nha. Cây này bán lắm nha mọi người. Tay trái mà em dám cầm kéo cành em cắt. Chứ thường thường tay trái cắt mấy kéo cành cắt không được. Bán nha, bán tới mũi luôn. Cắt giấy mà, giấy mỏng giấy lịch nha. Lưỡi nè, lưỡi gần như full nha mọi người. Gần như full nha. Còn nguyên zin hết nha mọi người. Cái tổng chiều dài 20.05 nha. 20.05. Rồi này 308 nha. Mã 4235 á, giá 308 chuyển khoản bao ship nha. Bán 3 món của KTC nha. Một cây kìm nhọn KTC nè, một cây kìm cắt KTC nè, một cây kìm Mirotone á, kìm hai lỗ Mirotone của KTC nha. KTC nè. Dòng này dòng Mirotone nha mọi người. Dòng cận cao cấp nha. Tay cầm nó có mấy cái nút giống như snap á. Ngàm hai ngàm ha, ba răng. Ba răng luôn nha. Răng to ở trong ha. Răng gì dừa, răng nhỏ ở ngoài, răng ở ngoài nữa ha. Ba ngàm nha. Nó khác mấy cây thông thường của mình á. Cây thông thường của mình thì nó có một ngàm một à. Ngàm này với răng ở ngoài thôi. Còn cái này thì nó có hai ngàm ha. Hai ngàm với là một răng ở ngoài. Nó cũng có lưỡi cắt dây kẽm luôn nha. Có lưỡi cắt dây kẽm. Bóng gương luôn rồi. Dòng Mirotone nha. Dòng bóng gương nha. Nó dài 20.05 ha. Còn một cây kìm cắt. Kìm cắt của KTC nè ha. KTC Kirotone nè. Zip nha. Nó có một lỗ tốt dây điện nha. Lưỡi nè. Lưỡi cũng còn khá đẹp nha mọi người. Lưỡi cây này còn đẹp nha. Vỏ cao su còn nguyên nha. Không có bị bong tróc gì hết nha.
có một lỗ tuốt dây điện ha, tuốt dây điện nhỏ, dây điện dừa mọi người ha. Cắt rất là ngọt nha. Cây này dài tầm 16 rưỡi nha. Và cây kìm mũi nhọn nè, của KTC luôn nè, thằng dít luôn nè ha. Ngoại hình này hơi lấm tấm thôi, tấm thôi. Lưỡi cắt thì răng kẹp thì còn đẹp nhé, răng kẹp thì còn nguyên hết nè. Vỏ cao su cũng còn tương đối nhé. Cách điện thì nó không cách điện nhưng mà cầm thì vẫn còn êm tay nhé, cắt tốt nhé. Giờ 16 rưỡi á. Rồi ba cây này nhé, 250 á, mã 4236 á, giá 250 nha, chuyển khoản bao ship nha. Trên có hai cây cầu lê một miệng một đầu điếu lóc léo của KTC luôn ha, 12-13 nha, KTC nè, 12-13 ha, miệng lóc léo nha, rút Forest Japan nè mọi người, Forest Alloy Japan ha, đầu miệng nè, cây 12 nè, miệng còn đẹp nha, cây 13 nè, ố thôi, rồi điếu nè, điếu thì điếu bông sao ha, điếu còn đẹp nha, bắt léo nha mọi người, léo nha, thao tác rất là dễ mọi người, dặn xong cái mình xoay, dặn xoay, thao tác rất là dễ. Hai cây này dài cũng hơn thua nhau xíu à, 21 á. Hai cây này 240 nha, mã 4237 á, giá 240 nha, chuyển khoản bao ship nha. Còn có ba cây cờ lê của Đức nha, của Starwheel nha mọi người, Starwheel của Đức nha, một cây hai dòng, ba cây ba kiểu nha, một cây hai dòng này, hai dòng này 80 nha, 80 của hãng Starwheel nè, Starwheel Stab á, made in Germany nè ha, alloy steel 80 nha, như mới nha mọi người, còn như mới nha, 80 ha. Rồi cây hai miệng thì 10-12 á, Starwheel Moto nha nè, alloy steel á, Germany á, 10-12 á, còn đẹp hết nha. Rồi một cây thì một dòng một miệng ha, một dòng một miệng là 9/16, 9/16 thì nó tương đương với 14.2 mọi người, tức là mình dặn bô lông 14 nó cũng tốt nha, một dòng một miệng ha, Starwheel luôn á, Germany nè, alloy steel, miệng đẹp, miệng còn đẹp hết nha, dòng cũng còn như mới nha, dặn 14 nha, ba cây này ha, 230 nha, mã 4238 ha, giá 230 nha, chuyển khoản bao ship. Ok, mẫu lót tất rưỡi của Lotter nha mọi người, Lotter Made in Japan nè, cây này mới chưa xài, còn nguyên nước si ha, hàng dít nè, Ceramo Steel nha, chưa xài nha, mới mép nè mọi người, chưa có dấu xài, không bị cấn gì hết nha, này chúng anh em sưu tầm ha, 120 nha, mã 4239 đó, 120 nha, còn nguyên nước si nha. Tiếp theo một cây tất rưỡi nữa nha, cây này của hãng Tiêu mọi người, Tiêu Promote á, tất rưỡi nữa, cây này dặn thép đen nha, nó dày nha, Forest Alloy Steel nè. Cái hãng Steel này thì em thấy cũng hơi lạ, nhưng mà nhìn cái kiểu thiết kế giống Baco mọi người, và giống mấy con top đó. Đó, thiết kế nó như vậy đó. Cây này cũng còn khá đẹp nha, cái này nó cũng giống như chưa có xài nha, giống như chưa xài luôn á, qua mép nè, hoạt động chân chu nhẹ nhàng nhé, ngầm bên cái này nó dày nha mọi người, ngầm bên trong nè, hàng xài lướt mọi người, có dấu xíu à, Steel á, này nó mở được 20 ly à, nó cũng tắt rưỡi nha mọi người, hoạt động chân chu nhẹ nhàng nhé. Rồi cái này 120 luôn nha, mã 4240 nha, giá 120 nha, chuyển khoản bao ship hết nha.
Thêm có một cái cây vít vít súng mọi người, vít tự động nha, tự động đảo chiều á, ba chức năng nha, của hãng Wise này. Này của Nhật nha mọi người, nó xài 500 hít nha, 500 hít, tự động đảo chiều nha mọi người, lên xuống đảo chiều nhé. Như vậy là dặn ra nè, xuống là dặn ra ha, ở giữa là khóa chớp như cây vít bình thường, còn lên là dặn vô nha. Nó có cái chỗ đây để mình cầm mình mồi mọi người, khi mà con ốc hay con bô lông gì nó còn mềm á, mình nhận mồi nhé. Rồi một cái set mũi nha, set mũi ở đây thì nó có -5, -6 nè, rồi P1, P2, P3, rồi lục giác thì có 2, 3, 4, 5, phải không ta? Đúng rồi, 2, 3, 4, 5 nha. Lục giác này có lục giác 2, 3, 4, 5. Rồi ba mũi bông sao này, bông sao không lỗ nha, 15, 20, 25. Để mình lắp vô đây ha. Có 500 hít rất là mạnh nha mọi người. Để dặn nha. Đó. Mũi là còn đẹp hết nha. Này T25 nè. T không lỗ nha. Đó. Mũi là còn đẹp hết nha. Rồi cái vít này ha. Vít này, cái súng này nó dài 15 nè. Tay cầm này dài 8 phân nha. 7 phân rưỡi ha. 150, chuyển khoản bao ship. Mã 4241 ha. Tiếp theo là cái vít gốc 2 chức năng á, vít gốc 2 chức năng của Vexcel nha. Vexcel nè. Vừa dặn khẩu vừa dặn vít nha. Thì đầu này là đầu dặn khẩu nè, khẩu 1/4 nha. Đầu bên đây thì xài mũi vít á. Mũi vít á. Đồng thời cái núm này để dặn mồi mũi vít nha. Tự động đảo chiều nha. Sẽ bị gài á. Hiện tại ở đây là một cái mũi hai đầu nha, mũi -6 với mũi cộng 2 nha. Mũi này là của Anet nha. Mũi này trong mấy cái vít của Anet. Mũi còn đẹp hết nha. Để lắp vô đây ha, để dặn trong góc hẹp mọi người. Đó, còn đầu bên đây á là để lắp khẩu 1/4 nha. Để lắp khẩu 1/4 nè. Khi mình cần dặn khẩu ha. Vít nè. Hình dáng kiểu về đây mọi người. Để dặn góc hẹp nha. Rồi đây có một set khẩu nha. Khẩu 1/4 lục giác á, mới chưa xài nha. Cái này thì không có hiệu nha mọi người, nó chỉ để là Strom Vanadium thôi nha. Nó chỉ để là Strom Vanadium vậy thôi nha. Khẩu này thì nó nhỏ nhất là nó 5 ly nè. 5 ly rồi 6 ly. 5 ly rồi 5, 6, 7 5, 6, 7 8, 9 10 rồi 12, 13 nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 đó, đẹp, mới tinh nha. Rồi cái vít này ha, 150 nha. Mã 4242 nha, 150 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Thế là có cái Etoda mọi người. Eto kẹp bàn á, kẹp bàn mà Etoda nha. Có đe nha, cái này của Hozan nha. K27 nè, Ben Wise. Có đe nha, đe thép nha, đe dày 1 phân mọi người. Eto ngàm nè, đe nè, đe nó cũng có dày dấu. Ngàm nè, ngàm khít đẹp. Kẹp bàn ha. Thì cái này nó kẹp cái bàn á, có độ dày tối đa, nếu mà độ dày mặc định là được 15 ly nha. Tức là nhỏ, nó mỏng hơn nữa thì mình phải chêm nha. Mỏng hơn nữa thì mình phải chêm miếng gỗ, miếng gì đó mọi người. Nếu mà cái bàn của mình nó mỏng hơn nữa thì mình phải chêm miếng gỗ, miếng gì nha. Rồi kẹp cái độ dày của cái bàn tối đa thì được khoảng khoảng 5 phân mọi người, khoảng 5 phân nha. Cái bàn dày 5 phân là kẹp được nha. Còn cái ô tô này thì cái ngàm nó là ngàm 75 nha, ngàm 75 nè.
đe nãy giờ 11 12 ly nha. Đeo thép. Còn cốt nó là cốt hình chữ nhật nè. Vít me ha. Và động chân đu nhẹ nhàng nhé. Quay một ngón tay nha mọi người. Ngàm bên trong nè. Ngàm còn đẹp nha, không có bị mốt, bị cấn gì nhiều hết nha. Vài chỗ li ti thôi. Thì nó kẹp dày được cũng khoảng 50 nha mọi người. Vít me nó còn đẹp hết nè. Nước sơn tĩnh điện, sơn nguyên zin á, sơn tĩnh điện á. Khá là nặng nha mọi người. Nó nặng 1650g á, ký 650 nha. Rồi cái tô này 500.000 nha. Mã 4243 ha, 500.000 nha. Chuyển khoản bao ship. Có mỗi lúc rút lõi phi 65 xài cua chu kẹp 10 ly mọi người. Nè, phi 65 này ha. Phi 65 chu kẹp 10 ly nha, chu tam giác nha. Chu còn đẹp nè. Ngoài ra chúng anh em có thể thay được nha. Thay cái chu này được nha. À, nó hai đầu răng hợp kim nha, hai đầu hợp kim nha mọi người. Kim là còn đẹp hết nè. Không bị gãy, không bị mẻ răng nào nha. Đó, đầu này cũng vậy nha. Không gãy, không mẻ răng nào nha. Mũi đinh tâm cũng còn đẹp nè. Phi 65 nha. Cống này dài 13cm nha. Tổng chiều dài của cái này là 22,5 nha. Rồi cái mũi rút lõi nó 400.000 nha. Mã 4244 á, giá 400.000 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Các em có cái lã ống đồng của shipper mọi người. Cái lã ống của shipper nha. Mũi là tâm nha. Shipper nè. Mũi là tâm nha. Mũi nè. Mũi còn đẹp nha mọi người, không có bị khờn, không có bị gì hết trơn nha. À, có bị nó xây nè. Cái lã này còn đẹp nha mọi người, còn đẹp nha. Rồi cái này nè, em tháo ra ha, em tháo ra để cho mọi người coi nha. Cái đầu do của nó nè, shipper nè. À, shipper nè, made in Japan nha. Cái thông số nó nè mọi người. 1/4 nè, 5/16, rồi 3/8, 1/2, với lại 5/8 ha. Đó, chén đó nè, đẹp hết nha. Bên trong nữa nè, đẹp hết nha mọi người. Cái này còn đẹp nha. Em tháo hai cái lục giác ra để cho mọi người coi ha. Rồi cái tay khóa của nó nè. Tay khóa của nó nè nha. Nó với lại nó nằm trong cái hộp vậy ha. Cái hộp này thì cái hộp của Esco nha, Esco nha. Hộp còn đẹp nè. Có khóa lại ha. Hộp này còn đẹp hết nha. Vì cấn cấn xíu thôi. Chứ còn bên dưới rồi nước sơn nó còn đẹp hết nè. Hộp to rất là dày nha. Hộp này chiều dài nó được 24 ha, hơn 24 ha. Chiều rộng được 15 hơn ha. Chiều cao được gần tất nha. Rồi cái lã ống đồng này ha, 700.000 nha. Mã 4245 ha, 700.000 nha. Chuyển khoản bao ship. Tiếp theo em có con dao găm mọi người. Dao găm nha. Dao sinh tồn mà. Cái này thì em không có thấy, không thấy nó đóng mộc nha. Cán này cán đồng thao mọi người. Ốp đồng, cán nhôm. Ốp đồng á, có cái ngán nha, có cái ngán bằng thép.
cái lưỡi cái cây này thì không thấy đóng mọc nha, mà cái lưỡi là nó chui là chui nguyên lưỡi nha mọi người nhìn thấy cái chớn này, chớn da nhiệt này. Cái phần màu đen với lại cái phần màu trắng này ha, nó từ đây nè dài ra hết lưỡi luôn. Hai lưỡi này em mày bán lại rồi nha, lưỡi da nhiệt nha. Phần trên này si á, sống lưng này. Cái này nó khá nặng khá dày nha mọi người. Để mọi người nhìn thấy cái trớn này ha, để em mày bán lại rồi nha, có rảnh nè. Cán úp đồng á, có ngán ngán cầm á, ngán này thì nó hơi lung lay xíu thôi nha mọi người. Ở đây nó có miếng nhựa mà chứ miếng nhựa lâu ngày nó bị kiểu như nó bị dột lại á, lung lay cái này chứ nó, nhưng mà cán này thì cái phần lưỡi với phần cán là chắc chắn nha, chỉ bị cái khâu này thôi, cái khâu này nó hơi lung lay thôi nha. Cái này cầm chặt được nha mọi người, chặt được nha, lưỡi em mài bán rồi nha. Bán như gươm vậy mọi người. Giấy cái này kêu bằng chặt giấy chứ không phải cắt giấy đâu mọi người, chặt giấy nha. Cái phần trên này cũng còn mịn màng mọi người, nó còn nước xi luôn á, nó còn nước xi luôn nha. Nó bị lấm tấm kim châm chút đỉnh thôi. Con dao này thì cái bề bản là được 26 ly nha. Chiều dài lưỡi là được 14 nè. Tổng chiều dài là được 24 nha. Rồi độ dày, cây này khá là dày nha mọi người. Dày lắm nha. Dày 4 ly rưỡi mọi người. Dày 4 ly rưỡi nha. Mỏng dần ra ngoài á. Mũi nó vát hai bên nè mọi người, vát hai bên đây nữa nha. Mài bén nè. Rồi cái này 400 nha. Mã 4246 á. Giá 400 á. Bây giờ anh em nào có năng khiếu về làm cho nó cái vỏ nè, để vô để dành đi phượt nè mọi người. Con này thì dao xếp nha, cán ốp sừng á, khâu đồng, khóa đồng, khoen đồng. Con này hàng xịn nha mọi người. Một nè. Lưỡi nè, lưỡi em cũng mài bén lên rồi nha. Con này hàng xịn nha mọi người. Ốp sừng nha, ốp sừng. Lưỡi thì nó mài từ trên tới dưới luôn. Thì em mài bén là em cũng mài theo nguyên bản của nó nha. Đó. Để cắt đồ, để gọt, để đồ mọi người. Bén nha, thép này nó bén lắm nha mọi người. Đó. Thép này nó bén á, mà nó không bén bằng cái con dao găm vừa rồi nha. Thép này nó cũng bén nhưng mà nó không bằng cái con dao găm vừa rồi. Hay là tại em mài chưa tới. Nó dạng cái rộng nhất của nó được 25 ly nha, là 2 phân rưỡi á. Cái lưỡi bán được 7 phân, dài luôn cán là 2 tấc, dày cũng dày nha mọi người. Con này cũng dày lắm nha, dày gần 4 ly nha, 3 ly 8. Có khoen bằng đồng thao luôn ha, ốp này ốp đồng luôn nha. Rồi con này 300 nha. Mã 4247 giá 300. Thế em có một cái cây cắt cành trên cao á. Cắt cành trên cao của hãng con cua nè mọi người. Made in Japan nè. Lưỡi rất là to mọi người. Trên cái con bu lông của nó có đổ hình con cua luôn nè. Lưỡi rất là to nha. Cái này lưỡi rất là to. Cán thì rất là dài nha. Cái cán á thì nó
nó lồng cái khúc gỗ vô bên trong cái ống nhôm này mọi người, lồng cái khúc gỗ vô bên trong ống nhôm á, rồi dặn ống chích lại ha. Còn ở trên đây thì là cái ống này, ống bằng nhôm nha, ống thì cũng hơi móp móp vài chỗ đó ha, hàng bãi mà. Lưỡi á, lưỡi đẹp nha, cái này lưỡi còn khá đẹp. À, bên trong đó nè mọi người, bên trong đó thì còn mịn màng nha, có cái phần ở trên này nè, kiểu như nó khi mà người ta xếp đây nó vậy nè đó, phần ở trên này nó hơi lấm tấm một xíu thôi, còn cái phần lưỡi cắt còn rất là mịn màng nha. Nè, phần lưỡi cắt mọi người thấy không, mịn màng nha, nó còn nước ram đen của nó luôn nha. À, lưỡi còn nguyên zin hết nha. Cái này về chú bác anh em muốn độ cho nó dài nữa cũng được á, muốn độ cho nó dài nữa thì lấy cái ống dài hơn rồi mình tháo ở trong đây, nó có một cái ti này giống như ti lau phông đó mọi người, mình đi mua cái ti dài hơn á, mình gien răng rồi mình độ cho nó dài hơn, mình cắt tút đứng ở bên đây mà cắt trái bưởi bên nhà hàng xóm ha. Nhưng mà hiện tại này nó cũng dài lắm rồi nha, hiện tại cái này nó cũng dài lắm rồi. Tổng dài nó được 1 mét rồi đó mọi người, 1 mét rồi nha, cũng khá dài à. Nó có chức năng xay nữa nè mọi người, như cái trạng thái này là nó cái lưỡi nó thẳng nha, nó thẳng nha, còn mình muốn xay ngang cái lưỡi xay ngang cũng được nè, nó có chức năng xay nè, xay đây nè ha, thì mình cầm cái này mình xay thôi, xay ngang xay đứng gì cũng được ha. Lưỡi là bán đó nha mọi người, lưỡi siêu bán nha. Cái này nó cắt được cành to lắm đó nha mọi người, cắt được cành to lắm nha, nó hẻ chà bá lửa luôn nè, này 3-4 phân á, mà không biết nó cắt được cái cây to nhất là bao nhiêu thì không biết. Rồi cây này 450 nha, mã 4248 á, giá 450 nha. Tiếp theo em có bộ bánh xe nè. Bánh xe cái bộ này thì bánh đúc nha, bánh thép nha mọi người, bộ bánh thép nha, cũng của cái hãng cây búa nè, giống như lúc trước em hay bán á, cây búa này ha. Đó, bánh thép nha, 4 bánh thì có khóa hết nha, 4 bánh thì có khóa hết nha, cái khóa nó có một cái điểm cái bố cao su mọi người. Đó, 4 bánh thì có khóa hết nha, bánh này bánh thép thách thức mọi địa hình nha. Nè, bánh thép mâm nó 5 cây nè, đó, full thép luôn nha, thép hay là gan gì đó cũng không biết nữa, gan hay thép gì đó. Đó, đó, xài bi đồ nè, ổ bi, 2 ổ bi đây nữa ha, rất là êm nha, rất là êm, rất là nhẹ nhàng. 4 bánh thì có khóa hết nha, tình trạng là đây nè, đẹp hết trơn, mới tin nè, mới tin rồi nha, cái khóa nè. Thì cái này nó phù hợp cho chú bác anh em mình lắp dàn giáo rồi ha, lắp dàn giáo mà ở ngoài trời á, mình đi trên mấy cái địa, mấy cái đường mà nó gồ ghề, nó sỏi đá rồi đó, thì nó phù hợp hơn nha. Chiều cao nó 13.5 nha, chiều cao của tổng thể nó là 13.5 nha. Còn bánh thì bánh này chắc 1 tấc quá, tấc nha mọi người, bánh tấc nha. Còn bề bản của nó cũng 30 nha, 30%. Và cái đế này thì nó vuông nè, chín vuông nè ha, nặng kinh khủng. Cho nó coi, một bánh này nó nặng 1,5 kg, gần 1,6 kg nha mọi người, gần 1,6 kg nha, một bánh gần 1,6 kg nha. Còn đẹp hết nha, nó phù hợp cho chú bác anh em lắp dàn giáo hoặc là lắp xe đẩy gì đó ha. Bánh thép nha, 4 bánh nha, 4 bánh thì tình trạng như nhau hết nha. Này, bánh thép có mã số ở trên cái khóa hết nè, đây là 173 nè ha,
này thì 232, 232, 173. Này cũng 173 luôn nè. Tình trạng như nhau hết nha mọi người. Bánh thì tình trạng như nhau hết. 4 bánh nha, một bộ 4 bánh đều có khóa, 4 bánh đều có khóa hết nha. Này 233. Bánh thép hết nha. Rồi bộ bánh này ha, bánh thép này ha. 600 ngàn nha, mã 4249 nha. 600 ngàn cho bộ bánh xe bánh thép này nha. Thép đúc á, bánh đúc nha. Tiếp theo là bộ bánh cao su nha, cũng cái hiệu cây bố luôn nha mọi người. 4 bánh đều có khóa hết nha. Thì cái này nó cũng phù hợp cho anh em lắp dàn giáo, nhưng mà đi trong nhà xưởng nha. Đi trong nhà xưởng nha. Này lắp cao su. Thông số của nó nè. 100x32 nha, 100x32, mâm thép nha. Mâm này mâm thép nha. Lắp cao su. À, khóa 4 bánh đều có khóa như nhau hết nha. Nè, cũng hiểu cái búa nè, này cũng có mã luôn nè, 243 nè. À, thì cái này á, họ đã xài lướt cái, họ xài trong nhà xưởng mọi người. Họ xài trong nhà xưởng nha. À, bánh nó cũng có vài chỗ nó chạy chạy thôi à. Không quay hết chồng cái bánh cho mọi người coi nha. Đó, vài chỗ nó chạy chạy thôi. Chứ lại họ hàng ngay trên đây nè mọi người. Đó, về em list lại nha, em list lại cho nó mất hết mấy cái chỉ hàng này nha. Đó, thông số cũng y như cái kia nha mọi người. Chiều cao cũng 13 ha, thông số bánh thì 132. Cái này cũng là 90-90 ha. Một bánh ha. Nè bánh thứ hai nè. Đó. Bánh thứ hai nè ha. Này thì mã cái gì TN1 vậy mọi người. À, đều có khóa hết nha, 4 bánh đều có khóa như nhau hết nha. Nó lốp nè. Mọi người coi kỹ nha, nó không có bị bể, không có bị gì chân mọi người, lốp cao su còn rất là đẹp nha. À, có một hai bánh hơi chạy chạy một xíu thôi nha. Một bánh hai bánh vậy đó. Đó, còn lại là đẹp hết nha. Còn bóng loáng nha. Bóng loáng luôn nha. Trong có mã số nữa nha. 1851. Hai bánh ha. Bánh thứ ba nè. Đó. Đó. Em cũng mài clip trên đây nè ha. Này thì 214. Mã 214. Lớp nữa nè. Nó chạy chạy ra chứ nó không có bị cái gì hết trơn mọi người. À, như chỗ đây nó hơi chạy chạy một xíu nè ha. Chạy một xíu nè. Đó, nó chạy chạy một xíu đó thôi nha. Còn lại là đẹp hết nha. Mâm thì mâm thép hết nha. Ba bánh ha. Rồi, cuối cùng nè. Bốn bánh thì có khóa hết nha. Này cũng 1N1 á, 1N1. Cao su còn bóng loáng mọi người. Có về dấu hơi cấn cấn xíu thôi nè. Không có bị bể gì đâu nha. Đó. Mâm còn đẹp hết nha. Rồi cái bộ cao su này cũng 600 nha. Mã 4250 á, giá 600 ngàn nha. Trọng lượng á thì cái này nó nhẹ hơn mọi người. Nó nặng có 1,2 kg à. Mà giá em mua thì như nhau, cho nên em bán như nhau thôi. Rồi bộ này cũng 600 nha. Rồi bộ này nhỏ hơn nha. Bộ này thì nhỏ hơn. Bộ này thì bánh nhựa đúc nha. Nhựa đúc. Bánh này cái này thì của Mỹ nha. Made in USA nè. Của hãng Bullet gì đó mọi người. Made in USA ha. Đây thì của Mỹ nha. Bộ này của Mỹ. Lớp thì lớp bánh này bánh nhựa đúc nha. Nhựa đúc. Đây nó có thương hiệu của nó luôn nè. Poutlet gì nè mọi người. Poutlet ha. Nhựa đúc nha. Đó.
bốn bánh đều có khóa hết nha, bốn bánh đều có khóa hết. Bánh thì cái này nó bằng nhựa đúc cho nên nó sẽ bị cấn nha, nó bị cấn vài chỗ nè mọi người. Nhưng mà bánh thì còn mới lắm nha, còn bóng loáng mọi người thấy ha, nó bị cấn nè ha, cấn đó, cấn chạy đó nha chứ không bị bể nha mọi người, cấn chạy đó nha. Nhựa này nhựa nó nhựa cường lực đó mọi người. Đó, nó bị bánh này nó bị chạy đây ha. Bốn bánh là như nhau hết nha mọi người. Đó nó hơi chạy vậy thôi à. Bánh này còn khá đẹp nữa ha. Rồi bánh này. Đó. Rồi cũng cắn đây nè. Nói chung là cũng còn khá đó. Bánh này. À, cắn cắn vài chỗ thôi nè. Không bị vải đâu nha. Bị cấn nè. Nhựa này cứng lắm nha mọi người. Nói bốn bánh như nhau hết nha. Tình trạng tương đối bằng nhau hết. Nên để đo cái thông số nữa nha. Chiều cao thì nó có tắc à. Chiều cao á. Tắc á. Bánh thì... đường kính bánh là 75 á. 75 32. 75 nhân 32 á. Nha, rồi bộ này á, bộ 4 bánh xe của Mỹ nha. 300.000 nha. Mã 4251 á, 300.000 cho 4 bánh nha. Này thì em nghĩ nó tải chắc cũng được một bánh này nó tải được chắc cũng 70-80 kg á mọi người. Không ít đâu nha. Con dao bếp mọi người, dao bếp của Kai nha. Con này thì thép trắng nguyên khối nha. Này của Kai nha mọi người. Đó, dòng này dòng xuất khẩu nè, Kai ha. Kai Made in Japan nè. Cho nên nó khắc, nhưng mà nó khắc rất là cạn mọi người, khắc laser ha, Kai Made in Japan ha. Tay cầm có con nhám á, này thiết kế nguyên khối nha. Nguyên khối này nó sạch mọi người. Cái này còn rất là mới, rất là đẹp. Hôm nay vệ sinh mài bán rồi nha mọi người. Cái này bản của nó là 45 ha. Lưỡi là 16 năm nè. Dài luôn cán là 39 năm ha. Bộ dày thì trung bình là 2 ly nha. 2 ly hơn nha. Em đã mài bán rồi nha mọi người. Này giấy lịch đó nha mọi người, này tờ giấy lịch đó nha. Để nhẹ là xuống là nó đứt. Thép trắng nhưng mà không phải là dạng này thép stainless đó mọi người. Rồi con này 280 nha. Mã 4252 280 nha, chuyển khoản bao ship nha. Con này cũng cay luôn mọi người. Cay nhưng mà con này ba lớp nha. Cay nè. Cay Made in Japan á. Xin 1908. Thép con này thép ba lớp nha. Thép ba lớp nha mọi người. Đó là full luôn á, lưỡi nó full, cái lõi nó full lên tới trên luôn nha. Mọi cái lõi nó nè. Mọi nhìn thấy cái lõi ở giữa ha. Cán này cán nhựa. Khâu inox. Dạng hình dạng vậy ha. Thép ba lớp nha, con này ba lớp nha. Em đâu về vệ sinh mài bán rồi nha mọi người. Con này bản cũng 45 nha. Chiều dài cũng 16 năm nha. Tổng dài cũng 39 năm nha mọi người, dài tương đương với cây nãy nha. Vệ sinh mài bán rồi nha. Ba lớp này nó siêu quán rồi. Lõi là lõi không rỉ nha. Lõi không rỉ và ốp không rỉ luôn nha mọi người.
tức là lõi đó, lõi của nó là lõi thép không rỉ luôn nha. Nó bén hơn cây trắng nãy luôn rồi. Rồi cây này cũng 280 nha. Mã 4253 ha. 280 nha. Chuyển khoản bao ship. Tức em có một con dao của Thụy Điển nha. Sandwich Sweden nè mọi người. Sandwich Sweden. ES 3000 á, vỏ sò ha. Stainless steel. Sandwich Sweden mọi người thấy ha. Thép Thụy Điển, khâu inox á. Khâu tam giác, cán tam giác nha, cán gỗ á, chút đồng. Con này bản 43 nha. Bản nhỏ, 42. Chiều dài lưỡi cũng 16 năm nha. Dài luôn cán hơn 39 xíu nha. Cán gỗ còn đẹp hết nha mọi người. Cán gỗ nè, còn đẹp. Đẹp hết nha. Con này của Thụy Điển. Bén siêu bén nha mọi người. Thiền cay nó cũng xài thép Thụy Điển nè mọi người. Rồi con này cũng 280 nha. Mã 4254 á, giá 280 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Tức là một con ba lớp nữa ha. Con ba lớp con này thì cũng lõi không rỉ và ốp không rỉ luôn nha. Con này hàng xịn nha mọi người. Con này có logo ông lò rèn nè. Logo ông lò rèn, ông đang rèn nè. Có mộc nè. Lõi không rỉ. Dân là dân sống biển nha mọi người. Dân sống biển nha. Dân sống biển nha. Lõi không rỉ, ốp không rỉ. Cán gỗ hai chút đồng ha. Cán gỗ hai chút đồng. Con này về bản 45 luôn nha. Về bản 45 lưỡi chứ cũng 16 năm á. Con này lưỡi tới 18 nha. Con này lưỡi tới 18 mọi người. Chiều dài 31. Tổng chiều dài 31 ha. Nãy giờ quên đo hai kia độ dày của hàng kia nữa. Con này dày thì ly 8. Ba lớp lõi không rỉ, ốp không rỉ nha. Nhẹ như là cắt nước mọi người. Rồi con này cũng 280 nha. Mã 4255 ha, cũng 280 nha. Con Thụy Điển nãy nè. Thụy Điển thì nó dày 21 nha. Con cai ba lớp nè. Cai ba lớp này dày ly 9 nè. Ly 9 nha. Tức là em bán combo gia đình á. Một cái kéo á. Combo này của cai hết nha. Một cái kéo nhỏ mini mọi người. Kéo cái cắt móng như con dao xếp á. Cai nè. Cây stainless saban á, cán nhựa, lưỡi cong, lưỡi răng cưa nha, lưỡi răng cưa, lên lưỡi rời nha, lưỡi tháo ra được nè, nhỏ thôi mọi người, cây này nhỏ thôi, mini thôi, để cắt giấy, cắt gì mọi người, cái cắt thủ công gì cho mấy em nhá, nè, cắt ra nó có hình răng cưa như này ha, hoặc là cắt thực phẩm, rau củ quả đâu cũng được mọi người. Phần lưỡi bén nó được hơn 7 phân xíu á. Nó dài 17 cm à. Rồi dao xếp nè, dao xếp cán gỗ nè ha. Cây vỏ sò nha, cây vỏ sò là thép Thụy Điển á. Cây stain cây gì nè. Cây Ringo gì á. Cây Ringo á, Ringo S stainless. Đó. Cán gỗ á. Để làm gì mà nhỏ nè, lưỡi nhỏ. Lưỡi còn khá đẹp.
ở đây xíu thôi ha. Cán này còn liền lạc lắm nha. Chút đồng ha. Nhỏ thôi mọi người. Để cắt gì đó cắt cũng bén nữa ha. Con này lưỡi bén nó được 7 phân nha. Bề bản nó được 15 ly à. Độ dày thì chắc tầm ly rưỡi à. Không tính đi. Một cái cắt móng mà. Cắt móng cay nè. Chỗ đây là còn cái chữ in mực đó mọi người. Cái này là chữ in mực đó nha. In mực á. À, có lò xo đây nè. Ngàm luôn mở á. Lưỡi nè mọi người. Lưỡi con lưỡi không bị mẻ nha. Lưỡi còn đẹp nha mọi người. Cắt là im lắm nha. Này cái vỏ cà phê. Cắt rất là nhẹ mọi người. Rất là bén nha. Có lò xo ha. Còn đẹp nha, cây này còn mới tinh rồi. Cây này không lúc trước là 150 rồi đó mọi người. 150 rồi đó. Rồi giờ mua được rẻ thì bán 3 cây này có 200 ngàn nha. 3 cây của cây ha. Mã 4256 á. Giá 200 ngàn nha. Có một cái cây cây vô gốc dày mọi người. Cây mang dày á. Bằng đồng thau nha, đồng thau mọi người. Đồng vàng nha. Cái này thì không thấy đóng tên tuổi gì hết trơn á. Tổng chiều dài nó được 26 nha. Cái bề này nó được 37 ly nè, 37 ly ha. Nó để khi chú bác anh em mang dài, còn cái gót mình vô khó thì hôm nay mình chim vô cái gót chân mình á, chim vô gót chân rồi mình để chân mình xuống á. Và cái này 250 nha. Mã 4257 á, giá 250 nha. Chuyển khoản bao ship nha. Có cái nẻ mọi người, cái nẻ bằng đồng thau nha. Nẻ ba chia để xông gà rồi xông thịt rồi mọi người. Cán nó có ốp hai miếng gỗ đỏ hai bên ha, bằng đồng thau full nha. Cái này của Thái Lan mọi người. Thì Thái Lan nè. Để chữ Thái Lan đây nè. Đồng vàng nha. Cứng cáp lắm nha mọi người. Để xông gà xông vịt nữa ha. Này bề bản nó được gần 5 phân nè mọi người. Tổng chiều dài nó 25 phân rưỡi nha. Rồi cái này 120 nha. Mã 4258 á. Giá 120 nha. Chuyển khoản bao ship. Đây thì là cái muỗng. Cái muỗng cũng bằng đồng thau luôn mọi người. Đồng thau nữa. Đồng vàng nha. Cũng y như cái nẻ nãy luôn mọi người. Rồi cái này thì nó đóng cái mộc. Cái mộc này chữ gì nhỏ xíu 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 rồi. Không biết chữ gì luôn. Nhỏ lắm. Cái logo. Cái logo giống như hình mặt trời có hoa văn xung quanh đó mọi người. Có cái chữ A gì vậy đây nè. Đó. Cũng mà đồng thau ốp gỗ chắc cũng của Thái Lan luôn mọi người. Kiểu thiết kế y như cái nẻ nãy á. Cái muỗng này to lắm nha. Bề này nó 6 phân nè. Chiều dài nó tới 8 phân rưỡi nha. Tổng chiều dài nó 27 cm. Rồi cái này cũng 120 luôn nha. Chuyển khoản bao ship nha. Mã 4259 đó. 120 chuyển khoản bao ship. Ly em lại về được một lô ly inox của Nhật nữa nha mọi người. Ly dưỡng nhiệt nha. Thật hổm hết rồi, nay về được một lô khoảng 60 cái nữa. Thì một lợt này là giá nó hơi nhỉnh hơn nha mọi người. Giá nó hơi nhỉnh hơn nha. Một cái bán lẻ, một cái giờ là 70 ngàn. Còn anh em mua một chục là 650 nha. Bây giờ nó hết ly rồi. Nên giá nó nhỉnh hơn một xíu vậy thôi. Nè thông số nó nè, Saban này ha. Đó. Mới 100% chưa xài nha. Ly hai lớp. Ở giữa nó là một lớp chân không để nó giữ nhiệt nha. Đó, mới tin nè, chưa có xài nha.
thì dung tích nó chứ cũng cả nửa lít đó mọi người. Một ly, một lon bia mình là đổ vô là vô tư nha. Thì cái ưu điểm của nó á, là mình uống nước nóng á, mình cầm nước nóng á, là nó không có nóng ở ngoài này như là cái ly bình thường, như nhiệt độ bình thường. Còn khi mình uống đá á, thì nó lâu tan là thứ nhất nè, để từ trưa tới chiều tối cái cục đá nó chắc nó mòn được chừng phân nữa, nó tan được chừng phân nữa. Rồi còn một cái ưu điểm nữa là nó không bị động hơi nước ở bên ngoài ly. Ha, không bị động hơi nước ở bên ngoài ly. Đó, ví dụ mình uống ở trên bàn cho nó mình để mình uống bia mà mấy anh em mà uống đá đó, em này muốn lắc sơ không à. Đó, nó không có bị động hơi nước bên ngoài. Nó không có bị ướt cái bàn của mình ha, hoặc là mình để trên gì đó nó cũng bị ướt đồ của mình. Đó, rồi một cái ưu điểm nữa là có lỡ rớt cũng không bị bể ha. Là ưu điểm so với lại ly thủy tinh nha. Thì cái thông số của nó là đường kính miệng là 85 ly ha. Đường kính đáy là 65 nè. Chiều cao là hơn 12 xíu nha. Ly hai lớp cách nhiệt. Đó thì một cái là 70 ngàn nha chú anh em. Em mua đợt này giá cao hơn xíu đó nha. Còn chú anh em mua 10 cái á, em về tới 70-80 cái nha. 10 cái thì 650 nha, ly nha. Em bán từ 5 cái nha. Đây, mã là 4260 nha, cho 10 ly nha, 650 nha. Chuyển khoản em bao ship. Thì lần trước cũng về 60-70 cái, chú anh em ủng hộ cũng hết rồi. Lần này về được thêm 60-70 cái nữa nha. Rồi bao nhiêu nha chú anh em. Thì cuối tuần cũng chúc chú anh em vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.